giám khảo này nè. Rồi. Sao vậy? Rồi hết lớp rồi tao ơi. Đây mày. Chị cái ghế này thả một cái bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 5.000. Trời ơi vậy vậy. Qua đây mướn kia thế rồi. Sang ghê. Không nha. Anh đi cuối hả? Anh đi cuối mấy ba mình xin chúc mừng. Rồi đem dẹp vô đi rồi em hát tiếp. Rồi cảm ơn chị nha. Là ai là chủ hả? Xin chị mấy ba, chị có gì tặng mấy ba, chị tặng nụ hôn được không? Bay đi nha. 59 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có vé mình đem di chuyển sân khấu để mình bỏ vô thùng để bốc thêm trúng thưởng liền luôn mọi người nha. Dạ đúng rồi, vòng loại tiếp theo sẽ là 20.000 đồng thay cũ đội mới của chú chị mình chúng mình ủng hộ vòng loại mới giúp cho em nha. Dạ chú nhân đồng mình đọc giải đâu ạ, cho em một tín hiệu ạ. Dạ chúc mừng chị, anh xin phép dò vé cho mình luôn nha. Vòng loại 4299423 4300. Dạ hợp lệ con số mới chưa qua là số 13 có 1 30 có 2 47 có 3 59 hợp lệ. Dạ quá may mắn. Dạ chúc mừng chị, em mời chị vào đây luôn ạ. Dạ vào bên trong mình cùng thương lượng cái giải thưởng mình muốn nha. Rồi kính thưa quý vị, và trong khi chờ đợi mọi người sẽ bỏ thăm lên sân khấu, em xin mời ra một nghệ sĩ mà bản thân em khi mà đi quay kế trước lô tô và hôm nay chị xuất hiện ở đây em rất là trân quý luôn. Và tài năng thì khỏi bàn rồi, nhưng mà là hiếm khi mà có thể gặp được chị, cho nên là em nghĩ là em muốn mời một người nghe thêm một bài nữa. Cho nên bây giờ chúng ta cùng trở lại với nghệ sĩ Lê Tô Phường Hàm.